Bất ổn Bình Dương, tên trộm lén vào nhà bị kẹt trong lối thoát hơi, báo hại chủ nhà phải đập tường giải cứu. Không mẫu danh đất Bình Dương, nơi tụ họp của các hiện tượng siêu nhiên. Mới đây, tối ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã giải cứu thành công đối tượng trộm xe máy bị mắc kẹt trong lối thoát hơi khi chạy trốn. Cụ thể, Võ Văn Luân, sinh năm 1997, quê ở Trà Vinh, đã thực hiện hành vi trộm xe máy của một người dân trên địa bàn phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi thực hiện hành vi trộm cắp, Luân thấy công an phường Lái Thiêu nên bỏ chạy. Lo sợ bị bắt, Luân chạy vào cơ sở massage để lẩn trốn. Tại đây, Luân đã trèo lên mái cơ sở massage rồi xuống lối thoát hơi phía sau nhà vệ sinh để trốn công an. Tuy nhiên, do lối thoát hơi quá chật, Luân bị mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài. Công an phường Lái Thiêu sau đó phải thông báo đến đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An để được hỗ trợ. Sau khi xác định được vị trí của Luân bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã phá tường tạo khoảng trống trên tường nhà vệ sinh để đưa đối tượng Luân ra ngoài. Tối cùng ngày, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương cũng cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Hoàng, 33 tuổi và Lê Văn Ngọc, 28 tuổi cùng quê Quảng Trị để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Một số bình luận của dân mạng để lại như sau. Một ngày bình thường ở Bình Dương, chủ nhà rút kinh nghiệm lần sau làm ống to hơn để khỏi mắc kẹt. Báo quá báo, chủ nhà là phải xây lại. Thế mà tôi tưởng ông già Noel đi phát quà cơ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.